Nghỉ hè luôn là một cái cụm từ rất là kích thích, rất Vâng. là hấp dẫn đối với trẻ em. Còn đối với bố mẹ thì nhiều người dùng hai cái từ là ác mộng để nói về kỳ nghỉ hè của các con. Ngày xưa nghỉ hè của Quân thế nào, anh làm gì ạ? Vâng, thì cũng đi chơi và có những cái hoạt động với cả những người bạn ở cùng nhà, và tôi đặc biệt là thích là được đi bơi nữa. Ngày xưa tôi vẫn nhớ là mùa hè là thích nhất là được mẹ chở đi bơi. Nhưng mà nó vẫn là những cái kỷ niệm rất là đáng nhớ đúng Vâng, đến không? tận bây giờ. Nếu như mà chúng ta được tự do vui chơi, được tự do khám phá những cái gì mình thích thì nó sẽ là một kỳ nghỉ hè trong mơ của các bạn nhỏ. Tuy nhiên là đối với các bậc phụ huynh hiện đại bây giờ thì dường như là cái việc cho con tiếp xúc với công nghệ này rồi cũng khá là loay hoay trong việc làm thế nào để tạo ra cho con một kỳ nghỉ hè vui vẻ, thú vị. Chính vì vậy cho nên nhiều người băn khoăn giữa việc là cho con học kiến thức hay là kỹ năng trong một kỳ nghỉ hè. Vâng, và quả thật là có rất nhiều những cái gợi ý, rất nhiều những sự lựa chọn dành đến cho cả các em lẫn các bậc phụ huynh ở trong mùa hè này. Và với sự phát triển của khoa học công nghệ thì ngày càng có thêm những lớp học về kỹ năng dành cho các em. Và hãy cùng Cà phê sáng với VTV3 đến với một vài những gợi ý, những lựa chọn như vậy. Giáo dục giới tính, kỹ năng tự vệ trong tình huống nguy hiểm hay cách sử dụng và giá trị của đồng tiền là những kỹ năng rất cần thiết, nhưng cũng không phải là những kiến thức để dễ dàng truyền đạt cho con trẻ. Mùa hè là mùa của vui chơi. Cái cách tiếp cận về giáo dục cũng như là kiến thức ở đây phải hết sức là bổ ích và lý thú để các con được tiếp cận với kiến thức một cách đơn giản và hứng thú. Chính vì vậy mà chúng tôi không đặt nặng ép học kiến thức, mà chúng tôi muốn thông qua những cái hoạt động từ hoạt động về ngôn ngữ, thế nhưng mà lồng ghép các hoạt động lý thú để các con có thể tiếp cận được với kiến thức một cách thú vị nhất. Ngoài những kỹ năng mềm, nghệ thuật cũng là sự lựa chọn của rất nhiều bạn nhỏ. Kết hợp âm nhạc vui nhộn với biểu diễn sân khấu khiến các bạn nhỏ rụt rè trở nên tự tin dạn dĩ hơn. Kể cả từ bé sơ sinh hay là đến các con lớn thì âm nhạc là thứ nhất là nó kết nối các bé với nhau, thứ hai là nó làm cho tinh thần của các con được gọi là thoải mái, vui vẻ hơn. Và nếu như mà mình có một cái phương pháp vừa kết hợp vừa học vừa chơi ở trong âm nhạc thì mình nghĩ đấy là một điều rất tốt cho sự phát triển trí thông minh của trẻ em. Trước khi trở lại với chương trình học chính thức, vừa qua hơn 1.000 bạn nhỏ đã tỏa sáng trên sân khấu của vở đại nhạc kịch Live Your Dream. Tuy động tác còn ngây ngô, chưa được thuần thục, nhưng việc các bạn nhỏ bước lên sân khấu của Trung tâm Hội nghị Quốc gia cũng là lúc các con vượt ra khỏi vòng tay của bố mẹ, vượt ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Con có những sự thay đổi như là về nhà ấy, thì trong mọi cái hoạt động ấy, thì con hoặc là ra ngoài con rất là tự tin. Con tự tin trong cái giao tiếp và tự tin trong cách ứng xử trong trong cái mọi cái hoạt động của xã hội, cũng như là con biết yêu thương, biết chia sẻ những cái công việc hoặc là những cái sở thích cá nhân. Con nói được là cái cảm xúc cá nhân của con với bố mẹ mà trước nay con không dám nói. Con cảm thấy là con đã tự tin hơn trong việc giao tiếp và không còn e dè. Trước đó thì con có hay rụt rè trong việc giao tiếp tiếng Anh, với cả con không hay kiểu kết thân với các bạn vậy. Khi mà con trẻ lớn lên và nghĩ lại về tuổi thơ của mình thì những khoảng thời gian được đồng hành cùng cha mẹ, được bố mẹ ủng hộ và tạo điều kiện cho con trẻ được thể hiện bản thân mình, được theo đuổi những cái sở thích thiên bẩm của mình sẽ là cái khoảng thời gian mà tuyệt vời nhất. Mỗi bạn nhỏ lại có những tài năng thiên bẩm khác nhau. Làm thế nào để khơi dậy niềm ham thích ở con trẻ là trách nhiệm của cha mẹ và các bậc làm giáo dục. Thay vì để con trẻ dán mắt vào điện thoại với trò chơi điện tử hoặc xem TV, hãy để con trẻ được trải nghiệm một mùa hè thật lý thú và bổ ích với gia đình và những người bạn.